Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Johnny Thông đây, admin của kèo thơm ICO.com. Quay trở lại ngày hôm nay, nhiều thông tin cập nhật quá các anh chị ơi. Thị trường sáng ngày hôm nay đúng là một cái thị trường đầy biến động. Anh chị khi mà chúng ta lên cái thị trường mà coi market cap, chúng ta coi tỷ lệ vốn hóa, thì trong cái đến thời điểm hiện nay thì thị trường đã bắt đầu tăng điện lên. Chúng ta thấy là thị trường bắt đầu hồi phục nhẹ lên. Sáng nay thì tôi báo các anh chị là thị trường đỏ lét, hầu như là đỏ các anh chị. Hầu như là đỏ hết các anh chị nhé. Rất rất là đỏ. Và một tin chấn động đó là BBC giá nó chỉ còn 16 đô hiện nay, và có thể nó còn nằm dưới 16 đô nữa các anh chị. Thị trường market cap của nó bây giờ còn có 105 triệu đô thôi các anh chị nhé. Và báo các anh chị là một sự khủng hoảng về cái thị trường này. Và thị trường này, chính vì lý do đó mà ngày hôm nay tôi báo các anh chị là chúng ta hãy chuyển cái dòng vốn của mình đi qua những cái nơi mà an toàn hơn và chúng ta kiểm soát được rủi ro hơn. Và hãy cập nhật thông tin của tôi ở trên kèo thơm ICO. Chúng ta nên vào cái group chat này, chúng ta vào group chat Telegram trên 2000 member để chúng ta cập nhật thông tin các anh chị nhé. Chúng ta nên vào group chat đó. Và anh chị em muốn xem video clip của tôi liên tục thì chúng ta lên trên YouTube. Chúng ta thấy là cái kênh của tôi hiện nay gần 12.000 người đăng ký rồi. Và những cái bài viết, những bài review trên này rất rất là được nhiều người xem. Và chúng ta hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật thông tin sớm nhất nha. Ok. Và thông tin mới gì cho các anh chị ngày hôm nay nào? Và khi mà thị trường landing nó đang đỏ lửa và dấu hiệu chưa hồi phục, hoặc là tôi chưa biết như thế nào, thì hãy... Warren Buffett có nói một câu rất là hay, là trong khi mọi người sợ hãi thì ông ta đã di chuyển cái đồng tiền của ông ta vào những nơi an toàn hơn và kiểm soát tốt chúng để đẻ ra lãi tốt hơn. Chứ chúng ta không để dòng tiền của mình là đứng im được. Và ngày hôm nay cái thông tin mà hay cho các anh chị đây là tôi đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Đó là cái dự án mà mang tên, một cái dự án mang tên là StoryQuant. StoryQuant này là một cái dự án mà nó có thể thắng lớn giống như INS Ecosystem vừa rồi, và giống như Silvermine vậy đó. Và nó tạo ra cái hệ thống thanh toán thương mại điện tử và tạo ra cái nền tảng giao dịch rất nhanh, cho cung cấp cho là gì ạ? 45 triệu hàng hóa, 1 triệu cửa hàng store offline, và trên gì ạ? Trên này 1.000, đây là bao nhiêu ạ? 1.600 triệu cái market capacity. Rất là nổi gan chị nha. Rồi, thế thì cái StoryQuant này có gì đặc biệt mà tôi review ngày hôm nay? StoryQuant này là nền tảng thương mại điện tử và thanh toán trong lĩnh vực thương mại điện tử, và tạo ra cái hệ thống thanh toán, và nó ghi này, nó sẽ thay thế gì ạ? Amazon. Nó thay thế Amazon đó các anh chị nha. Và anh chị thấy là chúng ta sẽ kiểm tra một số thông tin xem thử nó đáng để các anh chị coi tiếp hay không. Anh chị khi mà anh chị join vào gì ạ? Telegram, thì hiện nay cái Telegram của nó là bao nhiêu? Là 15.000 member. Số lượng rất là khủng khiếp và lớn các anh chị nha. Rất lớn, cực kỳ lớn. Và chúng ta kiểm tra cái lượng traffic của StoryQuant này. Thì StoryQuant này từ lúc mở đến bây giờ là 2,04 triệu lượt người vào website. Và khi tôi kiểm tra ở trên Hipstart StoryQuant này, thì anh chị em thấy là nó mỗi một ngày lượng truy cập là 21.000 người. Một cái số lượng quá là khủng khiếp. Và khi mà tôi coi xuống dưới này thì tôi thấy là ông Việt Nam ở dưới này, tôi với tự tin đầu tư. Mỹ số 1, Ấn Độ, Nigeria, Nhật Bản, Nga, Anh, Ý, Saudi Arabia, Spain, Korea, Germany, Brazil, Canada, France, Poland, Venezuela, Portugal và Việt Nam là dưới này. Thì cái kênh thương mại điện tử và coi truyền thống này bắt đầu gì ạ? Là cái nước ngoài người ta chơi rất là nhiều. Việt Nam thì làn sóng về landing thôi. Và bây giờ có một cái làn sóng chuyển qua cái đầu tư những cái ICO có nền tảng tốt như thế này. Và khi chúng ta kiểm tra cái lượng traffic, chúng ta thấy là đáng để chúng ta nghe tiếp, phải đúng không nào? Chúng ta sẽ coi là nó có gì đặc biệt nhé. Chúng ta sẽ coi cái này có gì đặc biệt. Và nó, cái dự án StoryQuant này nó lên rất là nhiều cái thông tin báo chí chính thống. Tôi sẽ kiểm tra cho các anh chị coi. Nó lên cái gì ạ? Bitcoin.com này. Đây, StoryQuant is starting to expand new trend in e-commerce worldwide.
tức là tạo ra mở rộng cái xu hướng mới trong cái nền tảng về gì ạ, thương mại điện tử thế giới. Và cái story qua này là marketplace based on blockchain, tức là nó dựa đến cái nền tảng là blockchain. Thương mại điện tử chúng ta đều biết đó là gì ạ, Amazon, eBay, Alibaba, Taobao, nhưng mà cái thương mại điện tử này là dựa đến nền tảng blockchain. Story qua, ok, chúng ta sẽ coi ở trên CCN thì story qua cũng được cập nhật ở trên này nữa. Chúng ta coi ở trên The Coin Telegraph thì các anh chị thấy story qua cũng được cập nhật ở trên này. Cần này rất là hiếm BIA những cái coin mà không có top các anh chị nha. Và story qua được đưa lên trên này. Các anh chị thấy là không phải bình thường đâu. Và khi chúng ta search cái thông tin story qua ở trên Google thì có rất nhiều kết quả tìm kiếm. Rất nhiều kết quả tìm kiếm ở trên đó. Và ICO Bench khi mà đánh giá về story qua này cũng đạt điểm khá là ok. Chúng ta thấy nè, story qua một ETH đổi là 100.000 story qua, và gì ạ, platform dựa trên nền tảng là Ethereum, và soft cap là 5 triệu đô, hard cap là 25 triệu đô, và đặt tại là gì ạ, là Hồng Kông và gì và Russia. Chúng ta coi này, cái nền tảng của nó đặt ở đâu, chúng ta sẽ coi nhé. Đây, địa chỉ head office là Hồng Kông, development office là ở đâu ạ, Russia, ở Nga đấy các anh chị. Chúng ta coi Bitcoin Talk thì lượng người bàn tán cái này khá là ok. Story qua 5894 kết quả mà người ta thông tin ở trên này, và 19-20 trang nói về story qua, khá là ổn. Và khi tôi search về cái thông tin về gì ạ, và về story qua này, thì anh chị thấy là ở trên này đa số là người nước ngoài ta review thôi. Adam Jason này, Cream TV này, Joseph đấy, Alfred Stiefel này, Digital India này. Nói chung là toàn là cái kênh nước ngoài người ta review về ICO này thôi, chứ không phải là Việt Nam review các anh chị nhé. Đó, chúng ta thấy đó là những cái thông tin mà tôi và tôi sẽ tắt bớt những cái này. Hãy nhớ cập nhật thông tin trên kèo thơm ICO nhé. Bitcoin đấy chúng ta coi rồi, ở đây chúng ta cập nhật cái thông tin team ở trên này đầy đủ hết các anh chị nha. Cái hay của những dự án về về coi thuần này á, là cập nhật thông tin chính chủ hết. Thông tin làm cái gì, người này ở đâu, ở trên Telegram, ở trên đâu ạ, Twitter, hoặc là ở trên là LinkedIn. Chúng ta được cập nhật đầy đủ. Đây là cái lộ trình roadmap của nó, lộ trình huy động vốn của nó, báo white paper, rating. Nói chung là chúng ta được cập nhật hết. Chúng ta và chúng ta sẽ đọc thông tin một chút xíu về cái này nha. Cuối anh chị mua giờ là giá 0.0081. Đó. Và chúng ta khi mà chúng ta mua xong đến cuối chương trình bán cho shop đó là 0.0003. Và chúng ta mua thời kỳ đầu chúng ta đã nhân 4 nhân 5 tài khoản rồi. Đó, các anh chị để ý nha. Đây. Story qua sẽ khởi điểm với vốn là 25 triệu đô. Đó, 25 triệu đô. Amazon khởi điểm là bao nhiêu ạ? 10 triệu đô. Và bây giờ là 530 tỷ đô rồi. Alibaba khởi điểm là 200 cái gì khởi điểm là 60.000 đô. eBay khởi điểm là bao nhiêu? Khởi điểm của nó là bao nhiêu ạ? 5 triệu đô. Rakuten khởi điểm của nó là 50.000 đô và bây giờ 14. Shopify khởi điểm là 450.000 đô và bây giờ là 10 tỷ đô. Và cái dự án này bắt đầu khởi điểm từ 25 triệu đô các anh chị. Đây là team của họ. Alan Wong, Pat Deaton, Austin Kim. Đây là Peter Su ha. Peter Su là member của Alibaba Family. Peter Su này là thành viên này, đã từng làm cho Alibaba. Rồi anh chị thấy là ai ạ? Gutka này, Apromisa này, toàn những cái tên người Nga nữa các anh chị. CEO của Story qua này là ai? Là Sutherland. Co-founder là Evangie này. Johnny Yang là phát triển đại diện Trung Quốc. Đấy, các anh chị có thể cập nhật thông tin team của họ trong này rất là chi tiết ở trong này. Và tôi thấy nhiều nhân vật lỗi lừng làm cho Alibaba và eBay các anh chị. Cái thông tin đây nó có dự các anh chị thấy nha. Nó sẽ lên dự gì tháng 2 nó sẽ lên hit BTC Ether Delta. Đấy, story qua sẽ lên hai cái này trước các anh chị, cho nên anh chị phải mở tài khoản hit BTC và Ether Delta. Và tháng 3 thì giá của nó sẽ là 0.03
0,03 trên story qua. Đây là cái lộ trình giá của nó. Và nó có thể rất là bay cao trong tương lai giống như INS. Và giá hiện nay ngày 17 đó là 0,0081 bonus. Những ai mà đăng ký cái đường link của tôi ở dưới ấy, thì được bonus thêm 6% các anh chị nha. Và đây là roadmap của họ. Nó đã chuẩn bị cái story one này từ 2016 rồi, chứ không phải đây dự án mới đâu các anh chị. 2018 quý 1 quý 2 thì nó tạo ra cái nền tảng thanh toán cryptocurrency payment này, smart contract. Đây là cái nền tảng smart contract, là version về blockchain 2.0 rồi. Quý 3 quý 4 thì nó sẽ bắt đầu gì ạ? Phát triển những cái tool mobile app và phát triển cái location based service và long cái CBA network, và nó sẽ phát triển rất nhiều cái tính năng khác. Và cái đối tác của SolidWire này là Ethereum này. Chúng tôi vừa review con này và chuẩn bị lên sàn. Kix ICO này, ICO Box này, Blockchain House. Và có một cái hay là nó cập nhật cái thông tin smart contract ở trên GitHub. Đây là cái thông tin để các anh chị có thể là, và nó có chứng nhận đàng hoàng certificate các anh chị nha. Và cái smart contract này là nó cập nhật ở trên cái hệ thống code GitHub để mọi người có thể kiểm tra suộc code ở trên GitHub. Và nó cung cấp đầy đủ các anh chị, cung cấp cả suộc này là rất là uy tín và minh bạch rồi. Và hiện nay nó đã huy động được 20 triệu 571, và nó bán sắp kết thúc cái chương trình này và chỉ còn vài ngày nữa thôi. Head office của nó tại Hồng Kông. Đó, chúng ta có thể kiểm tra Twitter này, 15.000 member, LinkedIn, Facebook, Twitter và gì ạ, rất nhiều kênh thông tin khác. Và họ, bạn có thể live chat cùng với họ. Các anh chị comment live chat với họ nhé. Rồi, anh chị còn muốn tìm hiểu thông tin gì về gì ạ, về StoryWire thì anh chị em có thể lên cái gì ạ, đâu đây là cái white paper của nó. Tôi sẽ rồi, ở trên bitcoin.com anh chị có thông tin ở CCN, CoinTelegraph. Đó, còn đây là cái white paper của nó. Đây là kiểm tra cái lượng truy cập trên SimilarWeb, thông tin ở trên Google. Thông tin đầy đủ các anh chị. Ok, chúng ta sẽ coi một số thông tin về cái gì nào. Đó là chúng ta kiểm tra với cái white paper chút xíu nha. White paper của nó thì trình bày nó rất mang tính là thương mại các anh chị. Rất là thương mại. Anh chị có thể đọc thông tin trong này rất là chi tiết. Thôi thì tôi không có thời gian để cập nhật thông tin như vậy đâu. Tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi mua với cái giá là 0,0081 và cuối kỳ ICO là 0,03, là nhân 3 nhân 4 rồi. Và cái cơ hội của nó có thể là 0,1, 0,5 rất cao trong tương lai với StoryWire này. Và cái thị trường, và hiện nay Việt Nam không phải là cái quốc gia đầu tư cái này nhiều mà là Mỹ các anh chị. Thị trường thương mại điện tử rất là mạnh ở Mỹ và ở Trung Quốc. Đó. Rồi anh chị em sẽ coi cái StoryWire này. StoryWire giải quyết những vấn đề gì? Global Libby này, 24/7 này. Đó, cung cấp rất là nhiều cái thông tin cashback này, affiliate marketing, nói chung là đầy đủ hết. Và nhưng mà nó là công nghệ blockchain mà thôi. Thì ở đây trong cái thị trường thương mại điện tử thì ở đây nói này, trung bình mà cái thị trường mà local sale á, là 65 tỷ đô. Và thị trường thế giới hiện nay là 1.600 tỷ đô trong lĩnh vực e-commerce. Đó, anh chị em thấy nha. Đây là những cái bài toán cụ thể trong lĩnh vực e-commerce, tôi không nói nhiều. Và đây, cái platform nó vận hành là anh chị có thể dùng StoryWire để thanh toán cho những cái việc này. Đó, StoryWire. Và đây là cái StoryWire token. Đây là người buyer, đây là store. Bank system ở đây chính là cái StoryWire platform, cái nền tảng về StoryWire kết nối với buyer và store. Đấy, anh chị em để ý nha, nó nói rất là cụ thể. Đây, token sale, token ticker là STQ, bắt đầu bán là 28, kết thúc là 13 tháng 2, và bắt đầu kết thúc là gì, 0,003. Đây, total supply là chỉ bán 25 triệu trong cái phần hard cap. Tức là ví dụ anh chị em thấy là bây giờ giá của nó là bao nhiêu? Giá của nó là 0, đây, lấy giá trung bình chung là 0,0081 và sắp tới
Và chúng ta lấy là giá 0,00 bao nhiêu ạ? 0,03. Và anh chị em thấy là nó chỉ bán có 25 triệu và bây giờ nó huy động được bao nhiêu ạ? Nó huy động được là 22 triệu rồi. À, anh chị em nó thấy huy động được 22 triệu rồi và nó bán rất là nhanh. Vậy thì anh chị em thấy là còn bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ còn số lượng, một cái số lượng rất là hạn chế mà thôi. Và nó không có bán hơn số lượng hát cáp, các anh chị để ý nha. Tức là huy động 25 triệu là xong. Đấy, các anh chị để ý chỗ đó, nó bán hết là xong đó các anh chị. À, và bây giờ giá của nó đang ở là 0,0081 và bonus 6% nếu anh chị đăng ký cái đường link của tôi. Và đây là Project Team, những cái người CEO Ruslan, đây là CEO Ivanchi, Co-founder Early Investor Nadia, đây là đội ngũ Advisor Board, tức là Paston này, Alan Wang này, đây là những cái cố vấn người Hồng Kông và người gì Nga, anh chị em thấy nha. Rồi vậy thì làm thế nào để có một cái tài khoản StoryOne này đó? Anh chị hãy click vào đường link bên dưới cái video này để click vào và đăng ký một cái tài khoản StoryOne, sau đó anh chị chuyển chuyển vào gì ạ? Hiện nay nó chấp nhận thanh toán là bằng đầu Bitcoin, Litecoin, Ripple, Bitconnect, Bitcoin Cash, Dashcoin. Đấy, mấy chục cái loại coin đấy các anh chị nha. Các anh chị thanh toán bằng cái gì cũng được. À, rất là hay là nó huy động được rất là nhiều loại coin. Rồi, hãy click vào đường link bên dưới để anh chị được bonus 6% khi mà anh chị mua link này của tôi. Và anh chị nhớ nha, ví dụ chúng ta thanh toán bằng gì? Ether đi. Ví dụ các anh chị muốn mua 100 ngàn. À, 100 ngàn thì bây giờ 100 ngàn thì nó khoảng 0,61 ETH. À, 0,61 ETH nha. Đấy. Anh chị mua 1 triệu, 1 triệu story qua thì nó khoảng 6 ETH. À, và anh chị bonus thêm là bao nhiêu? 60 ngàn. 60 ngàn là gì? Story qua nữa. Anh chị có thể deposit. Rồi, sau khi anh chị đăng ký cái đường link của tôi bên dưới, anh chị có một tài khoản xong. Hãy nhớ đăng ký xong là vào ở trong này nó gửi thư chúc mừng các anh chị đã đăng ký thành công nha. Và anh chị bắt đầu gì ạ? Buy token này. Buy cái token StoryOne này. Ok. Rồi. Làm thế nào để các anh chị có thể là gì? Làm thế nào các anh chị có thể là deposit các loại đồng tiền vào đây? Nếu anh chị có Bitcoin, đi coi Bitcoin vào đây, anh chị để ý nha. Bitcoin vào đây. Nếu anh chị deposit bằng gì? Ethereum. Đây thì anh chị click vào Ethereum, các anh chị bấm Get Address for Payment thì nó hiện ra cái ví Ethereum. Anh chị muốn thanh toán bằng Litecoin thì bấm vào đây. Anh chị muốn thanh toán bằng Bitcoin thì bấm vào đây. Anh chị muốn thanh toán bằng những đồng khác như Dashcoin, bấm vào đây. Sau đó là Get Address, địa chỉ. Ok. Sau khi anh chị nhập và deposit vào xong, tiền nó sẽ hiện vào đây. Tiền nó hiện vào đây các anh chị nha. Và lúc này các anh chị bắt đầu mua cái số lượng story qua, và đây là số lượng các anh chị được bonus. Và các anh chị bắt đầu bấm buy now thì chính thức là anh chị sẽ đạt cái story qua này. Và số cái gì ạ? Cái token này sẽ được chuyển về đâu các anh chị? Anh chị vào trong profile, anh chị cập nhập gì? Cập nhập cái ví My Ether Wallet vào đây. Thì lập tức khi mà các anh chị thanh toán xong thì nó đến ngày kết thúc ICO, nó sẽ giao cái story qua này về cái ví My Ether Wallet ở đây. Hãy nhớ, chính xác ở đây chính là ví My Ether Wallet, nhớ nha, không phải ví Ethereum bình thường mà ví My Ether Wallet. Anh chị nhớ điền vào đây, anh chị để ý nha. Rồi, anh chị muốn chia sẻ được link này cho bạn bè thì anh chị copy cái link này, anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình, thì đó là cách để anh chị kiếm được referral 5%, 5% các anh chị nha. Rồi, đó là những cái gì thông tin mà tôi muốn nói về story qua này. Ắt hẳn là còn rất nhiều thông tin khác, tuy nhiên các anh chị có câu hỏi nào thắc mắc thì hãy hỏi và comment bên dưới cái video clip này, cũng như là nhắn tin cho tôi hoặc tham gia Telegram group chat để các anh chị có thể gì ạ? Cập nhật trên Telegram của chúng tôi. Rồi, một lần nữa chúc mừng các anh chị mua thật nhiều story qua này với cái giá rất là hời và rất rẻ, được và đăng ký đường link của tôi được bonus 6%. Và hãy nhớ mua đi khi còn rẻ, kết thúc ICO là 0,03 rồi, các anh chị đã nhân được 34% lên 34% tài sản rồi. Ok. Và hiện nay thì anh chị có thể deposit bằng 20 loại tiền, đó là điều tôi yêu thích của StoryOne. Chúc anh chị thành công, hãy cập nhật Telegram của nó nữa để các anh chị cập nhật tin tức về StoryOne nhé. Một lần nữa tôi là Johnny Thông, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị
và tôi sẽ rất yêu thích những ai đăng ký đường link của tôi và tôi bực bonus 6% cũng như là tham gia cái cộng đồng Liên minh Tiên Phong Team của chúng tôi. Liên minh Tiên Phong Team là 2043 member. Ok. Đó là cái điều mà tôi nhắn nhủ cuối cùng. Nhắn nhủ cuối cùng với các anh chị. Và đầu tư những cái ICO thuần thế này thì rất là an toàn. Vốn các anh chị đầu tư ban đầu bao nhiêu cũng được, rất là nhỏ, và cơ hội các anh chị trade tự do, không bị giam tiền, nói chung là thoải mái, các anh chị control được cái tiền của mình. Ok, đó là xu hướng đầu tư trong 2018 này. Một lần nữa hãy nhớ đến tôi, Jonathan, admin của Kèo Thơm ICO các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.